Xin chào mọi người ơi, thì đã thêm một tuần nữa và mình đã gần tới kỳ cuối trong cái thai kỳ cuối cùng này rồi. Và hôm nay thì mình đã là tuần thứ 34 cộng với lại là 23 ngày gì đó. Và trong tuần này thì bọn mình đã gặp midwife hôm thứ 3 vừa rồi. Và giống như những lần trước mà mình chia sẻ thì mình sẽ gặp midwife từ tuần thứ 28 và cứ 3 tuần thì mình sẽ gặp một lần. Và sau cái tuần thứ 34 này ấy, thì mình sẽ gặp hai tuần một lần đó. Nhưng mà có một cái nó đã xảy ra, đó là trong lúc mà mình gặp midwife vào tuần thứ 34 ấy, thì người ta đã đo cái vòng bụng của mình, và người ta đã đo vòng bụng từ tuần thứ 28 và tuần thứ 31 rồi, có nghĩa là mới chỉ đo có hai lần thôi và lần này là lần thứ 3. Nhưng mà lần này lúc mà gặp midwife, khi mà người ta đo ấy, thì cái vòng bụng của mình ấy nó đã kiểu như là nó rất là to luôn á, và nó vượt qua cái mức mà cao nhất trong cái biểu đồ luôn, có nghĩa là trong cái biểu đồ nó có một cái đường trung bình và một cái đường mà cao nhất và một cái đường thấp nhất, có nghĩa là nếu như mà cái vòng bụng của mình trong trong vòng đó, trong cái vòng cao nhất và thấp nhất đó thì nó sẽ ok. Nhưng mà không hiểu là như thế nào mà cái vòng bụng của mình lần này ấy, nó đã vượt cao hơn cả cái mức mà cao nhất rồi. Khi mà họ thấy kiểu như là cái vòng bụng của mình nó vượt mức như vậy thì người ta có kêu là người ta sẽ đợi tới 2 tuần nữa để coi là cái mức phát triển của em bé nó có vẫn kiểu như cái vòng bụng nó vẫn to giống như vậy hay không, thì người ta sẽ cho mình đi siêu âm lại á, kiểu như là siêu âm để coi là cái mức phát triển của em bé như thế nào. Và giống như mình có nói với mọi người ấy, là ở bên này thì chỉ siêu âm có 2 lần vào tuần thứ 12 và 20 thôi, và người ta sẽ không siêu âm nữa nếu như mà cái vòng bụng của mình nó bình thường. Thì khi mà người ta gọi điện báo là người ta sẽ đặt lịch siêu âm cho bọn mình ấy, thì người ta cũng có kêu là tại vì nhiều khi mà người ta đo vòng bụng ấy thì nó cũng sẽ không có chính xác, và cái biểu đồ mà người ta in ra mọi người là mỗi người thì sẽ khác nhau. Kiểu như người ta in cái biểu đồ của mình thì dựa trên những cái giống như chỉ số của mình, giống như là chiều cao, cân nặng, và mình là người châu Á ấy. Còn nếu mà những người mà da trắng hoặc là chiều cao cân nặng khác nhau thì cái biểu đồ nó cũng sẽ khác nhau luôn. Đó, cho nên là người ta kêu là hiện tại thì người ta chưa thấy kiểu như là cái gì bất thường với em bé, nhưng mà tại vì cái việc mà đo vòng bụng thì nó có thể không chính xác cho nên người ta mới cho mình đi siêu âm á. Và hôm qua bọn mình đi siêu âm thì nói chung là mình hơi bị kiểu như khá là sốc luôn á, tại vì khi mà siêu âm thì em bé rất 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 là to luôn, và còn to hơn cả cái mức gọi là cái mức khi mà midwife người ta đo vòng bụng cho mình á. Tại vì khi mà người ta đo vòng bụng cho mình ấy thì nó sẽ ướm chừng coi là em bé là bao nhiêu ký, mặc dù nó không có chính xác, nhưng mà mình nhớ là lúc mà midwife họ đo vòng bụng cho mình thì em bé hình như là khoảng 2,5 ký hay là 2,6 ký gì đó. Và khi mà mình đi scan á thì cái scan này nó kiểu như là nó nhanh hơn rất là nhiều so với lúc mà mình đi scan hồi 12 hoặc là 20 tuần. Tại vì cái scan này thì người ta chỉ xem giống như một số những cái chỉ số nhất định thôi á, thì mình thấy người ta có coi là tim thai của em bé này, rồi người ta đo vòng đầu của em bé, vòng bụng của em bé này, chiều dài của em bé, cái nữa là kiểu như là người ta coi cái gọi là cái dây rốn của em bé với lại là mẹ, coi là cái mức mà cái lượng máu ở trong đó như thế nào, với lại là hình như là cái nước ối nữa thì phải. Thì khi mà người ta siêu âm giống như vậy ấy, mọi người người ta đã ướm chừng là em bé của mình là tận 2,9 ký lận, kiểu là rất rất là to luôn á. Mà mình có tìm hiểu thì 2,9 ký đó thì nó bằng giống như là em bé ở tuần thứ 37 rồi, mà bây giờ thì mình mới chỉ là tuần thứ 34 thôi. Và mình cũng có hỏi người ta là cái mức hiện tại nếu như mà cái cân nặng của em bé trung bình ở tuần thứ 34 là bao nhiêu, thì người ta kêu là khoảng tầm 2,5 ký, hoặc nói chung là từ 2,1 ký đến 2,5 ký thôi. Nhưng mà em bé của mình thì kiểu nó rất là bự và nó đã 2,9 ký rồi. Đó, thì sau khi mà người ta siêu âm xong á thì mình đã phải đợi để mình gặp giống như ở bên này người ta gọi là practitioner, giống như là bác sĩ vậy á mọi người. Nhưng mà bên này thì mình không thấy người ta hay gọi là doctor lắm, người ta rất là hay gọi với cái từ practitioner. Đó, thì bọn mình đã phải ngồi chờ, và khi mà mình gặp cái bác sĩ đó ấy, thì người ta kêu là em bé của mình rất rất là bự luôn, và vì nó bự giống như vậy cho nên bây giờ mình sẽ được theo dõi, kiểu như là người ta sẽ siêu âm tiếp cho mình vào 2 tuần nữa coi là em bé nó có vẫn phát triển giống như vậy hay không, nó vẫn kiểu như là to nhanh giống như vậy hay không á. Thật sự là mình kiểu như mình khá là sốc và mình không thể hiểu là tại sao mà em bé nó kiểu nó nhanh to giống như vậy á. Thì mình có hỏi người ta là
Ý là cái lý do gì mà tại sao em bé nó lại phát triển nhanh giống như vậy? Tại vì thực ra 3 tuần trước là lúc mà mình 31 tuần thì mình có làm cái video mà mình đi khám tư á, thì khi mà mình đi siêu âm tư ấy, thì người ta lúc đó người ta nói là em bé chỉ có 1,7 kg thôi, mà bây giờ đến tuần này em bé đã 2,9 kg, là tính ra em bé tăng hơn 1 kg lận, kiểu kiểu rất là nhanh luôn á. Mặc dù mình không biết là cái nào chính xác, thì nói chung là người ta cũng có giải thích đó, là cái việc mà họ ước tính cân nặng giống như vậy thì nó cũng không phải là 100% chính xác, tại vì nó có thể chênh lệch từ 10 đến 20%, kiểu như là thấp hơn hoặc là cao hơn. Nhưng mà thật sự là mình cũng không không thể hiểu tại sao, vì 3 tuần trước chỉ có 1,7 kg thôi mà bây giờ 2,9 kg. Xong rồi người ta cũng có nói là người ta sẽ có thể là làm lại cái kiểm tra lại cái tiểu đường cho mình ấy, tại vì em bé mà tăng nhanh như vậy thì cũng có thể một phần do tiểu đường. Nhưng mà lúc sau thì người ta lại kêu là tại vì mình đã làm tiểu đường từ tuần thứ 28 và mình không có cái triệu chứng gì của tiểu đường ấy, cho nên người ta không có xét nghiệm tiểu đường lại cho mình nữa. Rồi người ta cũng có giải thích là cái việc to như vậy thì có thể là do em bé phát triển là do gen di truyền á, giống như có thể là ba mẹ quá to thì con cũng có thể là to. Còn lại thì người ta cũng không có giải thích gì được thêm á, bây giờ chỉ có chờ thêm 2 tuần nữa người ta sẽ siêu âm lại cho mình. Và nếu như mà em bé kiểu như em bé phát triển chậm lại và nó vào trong cái mức gọi là trung bình, mức cho phép ấy, thì người ta sẽ ok, người ta kiểu happy về cái việc đó. Còn nếu như mà em bé nó vẫn phát triển nhanh giống như vậy mà kiểu to quá mức á, thì người ta sẽ có thể là mình sẽ phải gặp một cái người cao hơn ở bên này, nói chung là cao hơn bác sĩ, cao hơn cái người practitioner đó ở bên này, thì người ta gọi là consultant đó mọi người. Thì mình cũng không biết là dịch cái từ đó ra tiếng Việt như thế nào, nhưng mà đại loại là 2 tuần nữa sau khi mà mình siêu âm coi là phát triển của em bé như thế nào thì mình sẽ gặp người ta. Và có một cái thực sự làm cho mình rất là lo lắng ý, tại vì người ta chưa có cái quyết định cuối cùng, nhưng mà người ta cũng có nói là nếu như mà em bé vẫn phát triển mà to giống như vậy ý, thì một là người ta sẽ phải làm cho mình sinh sớm, lấy em bé sớm ra chứ không có để nó to như vậy, tại vì họ kêu mình là kiểu nhỏ người á. Tại vì giống như nếu mà người châu Á của mình thì tính ra là nhỏ người so với bên này, thì khi mà mình nếu mà mình kiểu như người mình nhỏ con như vậy mà em bé to quá thì khi mà sinh thường nó sẽ gây nguy hiểm, thì người ta sẽ kiểu như là người ta sẽ coi rồi người ta sẽ đưa cho mình những cái lời khuyên á, là một là người ta sẽ để cho mình sinh sớm, hai là người ta có thể là sinh mổ đó. Thì nói chung là người ta chỉ kiểu như là giải thích với mình là tại sao và những cái trường hợp gì có thể xảy ra thôi, còn bây giờ thì vẫn chưa là cái quyết định cuối cùng. Sau khi mà mình về thì kiểu mình vẫn rất là hoang mang luôn, tại vì mình không không hiểu là tại sao mà em bé kiểu như nó có thể tăng nhanh giống như vậy trong 3 tuần ấy. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đâu có thể làm được gì, thì mình cứ sẽ đợi 2 tuần nữa theo dõi với người ta và coi là người ta đưa ra lời khuyên như thế nào. Xong rồi mình cũng có tìm hiểu và kiểu như có một cái group giống như là mấy bà mẹ bỉm sữa ở bên này á, thì mình cũng vô đọc và mình thấy có rất là nhiều người cũng có nói là cái việc mà scan cho cân em bé thì có thể nó không chính xác ấy. Cũng có nhiều người người ta kêu là chính xác cho họ khi mà em bé sinh ra thì cái cân đúng như là người ta vào siêu âm, nhưng mà cũng có nhiều người á, người ta kêu là lúc mà em bé sinh ra thì kiểu như là bác sĩ thì cứ kêu là em bé rất là to cho nên phải lấy ra sớm ý, nhưng mà khi mà lấy ra thì em bé nhỏ hơn rất là nhiều đó, cho nên là mình cũng không biết như thế nào nữa. Như mình thấy á, là giống như ở Việt Nam đúng không, thì khi mà mình đi khám định kỳ á, thì bác sĩ cũng sẽ nói cân nặng cho mình biết, xong rồi mình theo dõi để mình biết coi là giống như là em bé bao nhiêu ký theo từng cái giai đoạn phát triển á. Nhưng mà ở đây á, thì kiểu như là mình đâu có được scan từ tuần thứ 20, xong rồi đùng một cái bây giờ đến tuần thứ 34 khi mà họ đo bụng họ thấy to như vậy thì họ mới cho mình đi scan. Mà đây là chưa kể là cái tuần thứ 31 lúc mà mình đi scan ấy, là mình đi khám tư ấy, thì mình mới biết cái số ký của em bé, mà bây giờ mới được scan á, họ cũng kêu là tại vì bây giờ là lần đầu tiên mà họ scan lại để coi lại cái số ký em bé nên người ta cũng không có giải thích được á. Thì đó, kiểu như ở bên này á, cái quy trình khám thai nó giống như vậy á mọi người. Midwife là cái người mà họ sẽ chăm sóc mình á. Xong rồi giống như mình có một cái gọi là một cái gì xảy ra đó thì mình sẽ nói chuyện với cái người cao hơn, họ gọi là practitioner. Và như
của mình ấy, thì đợi đến tuần sau thì mình sẽ gặp cái người consultant là cái người cao hơn nữa, chứ không phải là bác sĩ họ sẽ gặp trực tiếp nói chuyện liền với mình, mà kiểu như mình sẽ gặp theo từng cấp bậc như vậy á mọi người. Thì ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người coi là cái quá trình mà đi khám bầu ở bên này thì nó như thế nào, kiểu như nếu như mà có một cái triệu chứng gì xảy ra ấy, thì cái quy trình họ sẽ như thế nào á. Và mặc dù là khi mà bác sĩ người ta đưa ra cái lời khuyên là có thể là người ta sẽ cho mình sinh sớm lấy em bé ra, hoặc là người ta sẽ mổ cho mình á, nhưng mà mình có nghe nói là mình cái quyền quyết định sẽ là của mình, tại vì mình sẽ là cái người được lựa chọn ấy. Nên hiện tại thì bây giờ mình vẫn hơi hoang mang một xíu, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ đợi để theo dõi em bé 2 tuần nữa và gặp cái bác sĩ cao hơn để coi là người ta nói như thế nào. Nếu mà có thông tin gì nữa thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người nghe. Ngày hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người vậy thôi. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!